Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là hai căn nhà mới vừa hoàn thiện với diện tích ngang 5, dài 17, thổ cư 100%. Có hướng chính là hướng Đông Bắc, tọa lạc tại vị trí hẻm 76 đường Siêu Vận Hạnh thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá. Như quý vị đã thấy, con hẻm có độ rộng 4 m, xe ô tô vào được đến tận nhà rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt là vị trí của cả hai căn nhà cách vị trí đầu hẻm chỉ độ khoảng tầm 20 m thôi quý vị, cho nên có thể nói là cực kỳ thuận tiện về mặt giao thông. Cặp nhà được xây dựng giống hệt như nhau từ kích thước cho đến thiết kế, và căn bên phải thì hiện tại đang chờ lắp cổng rào là hoàn tất. Có căn bên trái là lắp hoàn tất nữa quý vị, mình xin quý vị đi tham quan căn bên trái nha. Đây, chúng ta sẽ có cổng rào là cửa sắt kết hợp với phần trụ bê tông cốt thép rất là kiên cố chắc chắn luôn. Bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân với độ rộng khoảng 1,4 m. Khoảng sân này thì quý vị có thể đậu được từ 2 đến 3 xe gắn máy, và có luôn một cái vòi nước tiện dụng để chúng ta có thể chùi rửa đồ đạc hoặc là tưới cây. Đây chính là phòng mặt trước của căn nhà này quý vị. Chúng ta sẽ có phòng mặt trước được ốp gạch đá bóng kiến rất là sạch sẽ luôn, với hệ cửa là cửa nhôm kính cường lực. Bên trong sẽ là một căn phòng khách với độ rộng 4 m, và ở đây chủ đầu tư tặng kèm cho khách hàng một bộ sofa còn mới 100% luôn. Rồi chúng ta cũng sẽ có mảng tường được đắp những cái phào nổi theo cách tân cổ điển và treo những cái bức tranh trang trí rất là sinh động luôn. Khu vực này thì quý vị có thể đặt được tivi. Ở đây chủ đầu tư đã chừa sẵn những cái đường dây nè để chúng ta có thể đấu nối tivi thôi. Và phần tường cũng được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1,5 m xung quanh trang tường, cho nên giúp cho khu vực này lúc nào cũng sạch sẽ. Mình sẽ quay một vòng phòng khách để cho quý vị xem nè. Và chúng ta sẽ có phần gạch nền là gạch đá bóng kiến kích thước 60-60. Phía trên trần sẽ là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Bên phải phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang có độ rộng 1,2 m. Và bên trái hành lang chúng ta sẽ có hai căn phòng ngủ được thiết kế liền kề nhau. Đây chính là căn phòng ngủ đầu tiên với cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng khoảng 11 m² với chiều ngang là 3 m và chiều dài là 3,5 m. Phía trên cửa chính chúng ta cũng sẽ có những cái ô gạch để có thể thông hơi bên ngoài nè. Rồi trên trần sẽ là trần la phong. Tương tự, chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ hai cũng cùng kích thước và cùng với kiểu thiết kế. Chúng ta sẽ có 11 m² với chiều ngang 3 m và chiều dài 3,5 m. Và sau cùng, nằm ở phía cuối căn nhà là một căn phòng bếp với độ rộng 4 m, tương tự như độ rộng của phòng khách. Ở đây chúng ta sẽ có sẵn hệ thống cải bếp, tủ bếp với chất liệu nhôm sơn màu giả gỗ. Mặt bếp cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ luôn. Rồi phần tiếp giáp cũng được ốp một lớp gạch trắng rồi quý vị. Nói chung là tươm tất. Và bên góc phải chúng ta sẽ có một cái bể rửa hay là sàn lãng để có thể chùi rửa đồ đạc rất là tiện dụng. Phía trên là những ô gạch gió để thông hơi với bên ngoài, và phần trần chúng ta cũng sẽ có trần la phong. Ngoài ra thì chủ đầu tư còn tặng kèm thêm một bộ bàn ăn với 4 cái ngồi chất liệu gỗ. Và nằm ở vị trí phía sau của tủ bếp, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh được thiết kế rộng rãi thoải mái, ốp gạch tường, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Cửa phòng là cửa nhôm kính mờ. Phía bên ngoài chúng ta cũng được bố trí một không gian để có thể đặt máy giặt tại đây. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng cặp nhà mới vừa hoàn thiện tọa lạc tại vị trí hẻm 76 đường Siêu Vận Hạnh thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá. Mỗi căn sẽ có diện tích là ngang 5 và dài 17, thổ cư 100%, với công năng hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, và hướng chính là hướng Đông Bắc. Và cặp nhà cũng tọa lạc trong một con hẻm rộng 4 m, hai xe ô tô có thể tránh nhau thoải mái. Đặc biệt là mức giá bán cực kỳ hấp dẫn, chỉ 1 tỷ 360 triệu đồng là quý vị đã có thể sở hữu ngay một căn nhà như thế này. Và tất nhiên, mức giá trên thì chủ đầu tư vẫn sẵn sàng thương lượng và hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những khách hàng nào có thiện chí muốn mua. Nếu quý vị nào quan tâm đến cặp nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.